Vậy là lấy được ha anh. Lụm luôn. Tắn không? Cái gì nó động lên cái tắn à. Cái quầy vậy thì nó ẩm chắc nhất đâu. Cái cuốn nó nằm ác. Hồi nhỏ không chịu sửa. Để quá mà. Sáp đều với da xấu. Xả tác bụt vậy. Gió. Gió dữ lắm. Đùi nó mà thú lắm rồi. Chín luôn ha. Cuốn khô gan đó. Ai bẻ mới cắt thì cuốn muỗng nó chát liền à. Nãy gặp rồi. Mấy anh này đâu cắt không? Cho nó thùng cuốn luôn nè. Bên đây cũng có giường mà giường hỗn tạp cây nhóc. Sơ đen luôn. Sơ đen luôn. Đùa giờ nó đục. Sơ rồi. Đang sơ rồi. Nước con này nhiều quá ta. Vinh không để cho nước nhiều dưới. Trời ơi. Bị ổt nữa hả? Chạy về gặp xe đậu nó biết á.
không muốn nói gì. Ấy bên mít nè, rồi lội ra gặp chúng ta đang ở vườn nè. Đổ xuống. Cũng như ngay chân cái ngã tư cầu chết kinh 13 phải không? Đảo lên mình lại chừng 500m. Rồi gặp xe ta đậu ngoài trước á. Lỡ mà đi vô tôi đứt cái tiền rồi đi được. Tôi còn muốn khúc nữa. Nó giữ chị đang đi ra rồi. Cũng được chứ, không có sơ. Cái này bị sợ nữa rồi. Vô dập rồi. Vô dập, tiếp cái chạy. Chùm cuốn mà nó bự ha. Cũng đều đều. Cầm dao chơi thôi. Đâu dám cắt được. Có sư phụ đây nè. Mới về là đã ha. Khói mới về phải không? Nước này màu nó không đỏ. Để đây luôn hả? Để đây chút sướng chở là chạy luôn hả? Ừ. Vậy thì nó nhẹ cho ông. Bành bành, còn lụm lụm. Mất bành bành không ha. Bị kiểm sát nhiều quá không Vinh? Không kìa, tính cắt đâu dám xịt. Ừ. Xịt sợ tan vô dính. Ừ. Cắt rồi nè, xịt. Liền, bốn trái em. Chê luôn. Cái đó ông phái mà. Lớn cầm lớn không ha. Đẹp lắm. Ừ, lớn. Rồi ông mới trái nào ông phái nè. Muốn vậy. Muốn vàng không là vô thân. Quải ha Vinh, mệt hả? Lên chắc lên xuống. Còn nữa không? Gì? Còn nữa không? Còn cái 2 lít bự nữa giữa đó. Ừ. Đã giữ phần nữa đó. Trái này cũng đều đều không ha. Chấm lớn nhiều. Mua kem lớn không thì mình cũng được. Cái này theo vô mà bắt bi được nè. Này trên 5 kg nè. Mà tròn đẹp luôn. Trên. Nó không biết nó bắt sao. Chút coi nó bắt được. Ừ. Bắt mít á. Ừ.
đang luôn. Giống quá ta. Thằng Bảo. Muốn chạy hết sức chạy ha. Học quá học. Wow. Học của mẹ. Mẹ không phải trắng mà tôi lấy cho anh cái mít nhì nha, nhưng mà cái này là nó không vô khung cái mít lớn được. Quá học. Nhỏ muốn nhỏ nhỏ không để cái mít này đi. Cái mít này đủ khung mít và lớn mà. Xin bán lên, xin bán. Nó đang lớn nữa. Đang nổ. Tôi tới rồi để tôi sao cắt thôi. Ừ. Nửa tay. Ừ. Thử màu. Vô vừa phải dính một cái trái. Cái mít nó hộp quá tại. Ừ. Cái là kim luôn rồi bạn ơi. Ừ. Tôi giúp được học cái đó không phải đâu. Cái tay này ngoan rồi. Chỉ xài. Kim. Coi được không được giúp mà nó chở cho. Này chở giống đi. Nhậm gì nó nhậu nha thôi. Giờ này. Anh em hôm qua nó lại phải không? Được nào cứu, được nào cứu. Cứ... Hảo cái này đây. Nó dư là dư ký rồi. Khỏi hảo. 10 ký hả? Chỉ cho trên ký rồi. Trên nè. Mà thử cái này qua. 20. 20. Trời trời sao lên 20 luôn trời, hút rồi, hút luôn rồi, hút ký rồi sao giờ? Hút rồi. Hút dứt luôn. Để giúp nhì cho anh đi. Anh đi trái đó hay gì đó, phải không? Có cái nào không biết nữa mà cái nào. Muốn chung. Lớn. Chở. Nó lại màu trên hư. Làm thuốc không được không? Đủ mới vớt xuống xe mới vớt cái ông nhóc buộc xuống. Tên nó già mà. Già nè. Ba năm về mà. Ba năm về nó xíu rồi trời. Nào. Nó... có cái lép bè này của họ bị nước á. Nào, dư chín ký rồi. Đấy, nhìn tới chín ký thả đi, thả đi. Nhìn là biết rồi cái này. Chỉ nữa đúng hợp lợi thôi. Ở đây mình biết rồi, ở đây. Đó. Rồi được. Cái lên trên. Cái nhìn nó nặng. À, cái này đúng rồi. Có cái này nè, cái này cái đó quá. Cái đó lấy cái này đúng á. Có đó thì để nhìn biết liền à. 4 rồi đó. Đeo 28 kg à, 8 kg. Thấy em nhìn chứ. Bởi vì cái nào 5 năm mà hào cái chắc ăn nó ngồi ơi. Trời ơi, tôi có nghĩ cái đó đúng thôi mà giờ ông ép tôi kêu bắt nhất tôi bắt không được nó ví dụ á. Với ông nhìn ông cũng biết vậy. Dạ. Mấy ông nhà vườn ta nhìn biết là biết chăng ơi. À, ai cũng gần cho em vô. Quay máy. Ai quay? Giờ. Cái này bảo nè. Thôi à, nãy hết trái gọi đâu hoài với ông nội nhỏ. Thì có trái nào? Trái một thôi vậy thôi. Cái này nó đẹp đó. Cái này là nó bị mù vàng nó thúc xương xuống xương xuống xương xuống mù vàng đâu vàng là có dòi chào chào liền đâu cả vườn đừng có để bánh chín là gù vàng nó bắt mùi lại với nó đó cùi không được. Dám xịt không gầy đâu tôi sợ xịt thuốc không mà vườn nó bụng nó trong này đẹp rồi nắng nắng nó vườn mít nhà tôi gãy phân bệnh luôn thấy đâu cũng không được gì. Cái thằng bệnh luôn. Quắc nó ăn chứ mình đâu có ăn đâu. Để phân bệnh luôn không được vậy. Thôi gặp uống gì. Đó, cái đó là phải sơ đen đâu. Vậy. Dạ. Gì? Trái. Có đâu nãy cái da nó chặt lên. Chính rồi. Nè. Ừ. Đúng luôn anh ơi. Có gì? Chính nguyên nguyên luôn tiếp anh được. Có kèo hử nữa. Chờ. Cái im hết sức kìa ha. Ừ. Nó có mà con vét xịt vô là cũng là khô liền.
Chịch là khô liền, chịch mấy chút sau khô. Chịch định kỳ mới được. Cũng bởi. Bởi vậy hổm ổng đụng tính bữa đó cắt một, bữa sau cái cắt lại cái nữa hai bữa rồi. Nguyên. Con trái một biết à. Cái này biết rồi. Phải màu da, chợ. Rất chưa giờ chưa chưa? Cái hàng bè bên này bị mò quá mò anh Vinh. Dạ. Bên đây tại vì cũng xịt nóng mà kịp sát quá rồi. Đã luôn. Chẳng luôn. Cú mè không phải nó già đó, cái đó. Cái đó cú chờ được không? Nó cũng già mà nó bị cũng cuốn chắc cũng hù 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 qua. Thế nào? Hồi chết đó. Không nào. Đó giật hết. Có mè tiếp. Tại vì nó mới rụng chân qua tôi đi thăm là tao đâu thấy nó mấy rồi. Không thấy nó bị gió má thì cũng rụng ta. Có gió chứ, đây gió lắm. Nha, tét màu à. Tét nữa rồi. Là đây là chúng ăn. Tét cái gì kìa. Đi mới tét màu là tét màu này. Nha. Nó được, nếu mà này không tét màu là không tét nhiều rồi. Đúng rồi, một lại. Nè, nó nè, cú được mà khô nè. Ừ. Thấy không? 49. Chợ. Mày khô à. Cũng nghe ở. Nói trên đài báo mạng đồ đời giờ nè. Chợ nè, nhà ép. Cái gì? Chợ nè. Biết đâu. Nhớ. Chơi nhau hoài ha. Chợ luôn. Cú quá nhỏ rồi. Con heo nữa. Ủa ta có nhớ con cá bự không mà ta câu đứt. Cơm lợi cho đen không. Đây nó nhẹ quá còn đi lên nha coi. Để đây đừng. Chả luôn. Chính luôn. Thôi có cần dầu không ta? Có tin xe. Nè, à, cắn cái này chấm luôn. Cuốn luôn cái này tới đây luôn. Đâu dạ cái nó coi coi được cái này đó. Như bình dạ tới đây. Cái này mới cũng qua nè. Mua mới ra ngồi rồi. Hết cứu. Cũng gọi 27 chợ. Mua mắc cá gô. Còn. Còn cái gì mà cũng sơ đen nhiều quá ta thấy đẹp nhưng mà sơ đen cũng nhiều quá, không sơ đen cũng nhiều đó tao cũng bộn tiền luôn rồi. Có gì? Không có đổi. Ừ. Cũng được nhì. Biết mới chợ. Không gì cũng tương đối rồi. Chừng là có đợt sau, đợt sau nhiều đó. Đợt sau là còn mít bành bành mấy cái đó. Đúng rồi. Tự nhiên 60 đi, nó căng bù lại. Yếu hơi, yếu hơi. 59 cái mấy bên này có. Giá nhiêu? 60, 60. Đợt sau tới thì cứ điện báo giá đi rồi ngồi nó chơi được rồi đó, chơi tiếp. Đúng quen. Anh có mới mở vừa năm rồi vậy? Ừ. Ông hỏi biết báo là rồi cái như 23 báo ba báo báo hả rồi rồi hết nhì đó tốt nhất nhất nè tốt cán thôi không nó tì để mất tiền ngoài hai chở chắc là ngoài anh đám tiệc á anh muốn thiếu đó ha ông đang làm si mà anh miệng lưỡi lắm thiệu cho mẹ nó ca lại chứ đâu gì hả đi xô nữa ha đi xô đó giờ qua xô mít rồi nè nhất nè phải như 49 đi. 49. Yếu. Nhất nghe đừng quên quên đi vô chợ luôn lại nó luôn. Không có nhà vườn bây giờ tôi nói không nó dễ lắm, anh em tôi cũng vậy không phải là buộc ông phải bán cho tôi. Thì giá tôi báo trước rồi đó thì thí dụ bắt mất gì đó rồi sau cũng bắt y vậy luôn chứ không phải là ấy rồi được thì mình chơi hoài chứ không phải là ấy. Tấn là tính như tiền 1 triệu chứ. Nhà nông đụng cực khổ mới làm được mà ấy đâu. À ông bị cái giá khác nữa. Thí dụ bây giờ tôi mua gì, giá gì đủ nhiêu? Thì bây giờ nhà vườn với 48 rồi lái thỏa thuận nhau hợp lý thì họ giật lại chứ có gì đâu. Hai cái yếu cho thì họ mình dùng 100 gram nếu đúng ngày cũng kêu liên nhận gì. Thôi nãy không phải cái chờ sâu nha.
có nãy nó bị dính đen đen thôi chứ không có sợ sâu. Nó mới cạ cái gì ấy đen không sâu. Cái này nè. Không phải sâu. Cạ vô cái cây. Cái đó là mới chín luôn. Cái đó ông cưng lắm đó nãy giờ. Rồi. Hai anh mà tới cái quýt này cũng ngon dữ rồi.